Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Bão số 6 sau khi đổ bộ đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có khả năng bão sẽ quay ngược trở lại biển. Ngay sau đây thì diễn biến mới nhất của bão như thế nào sẽ thông tin thêm từ chị Minh Phương. Vâng, thưa quý vị khán giả, sau 5 tiếng đổ bộ vào đất liền, bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Gió trên đất liền sẽ giảm dần, thế nhưng lưu ý là hoàn lưu của nó tương tác cùng với gió đông bắc của không khí lạnh xuống sẽ khiến mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài. Ngay lúc này, trên hệ thống radar ghi nhận độ phản hồi mưa dông mạnh ở khu vực Quảng Trị và Quảng Bình. Lượng mưa quan trắc được ở đây rất lớn, lên tới 60 đến 70mm chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. Mưa cường suất lớn đã gây ngập lụt ở nhiều nơi, trong đó có huyện Lệ Thủy của Quảng Bình. Cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể còn gia tăng do mưa lớn còn tiếp diễn ở dọc khu vực từ Quảng Bình trở xuống tới Quảng Nam cho đến hết đêm mai. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 200 đến 400mm và có nơi lượng mưa vượt 600mm. Các tỉnh khác bao gồm Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định cùng Kon Tum, Gia Lai có nơi trên 250mm. Mưa liên tục sẽ khiến lượng nước đổ về các sông dâng nhanh do địa hình các sông đều ngắn và dốc. Ngay trên sông Hương của Thừa Thiên Huế đã vượt mức báo động 2. Dự báo trong đêm nay ngày mai sẽ lên và dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3. Ngoài ra, các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam cũng có thể xuất hiện lũ lên từ mức báo động 2 đến báo động 3 và một số sông sẽ còn vượt trên mức báo động 3, gây ra tình trạng lụt sâu ở vùng trũng thấp ven sông các khu đô thị. Với khu vực vùng núi thì cần tiếp tục đề phòng với lũ quét và sạt lở đất do đất đá ở đây đã bị ngấm no nước, phá vỡ kết cấu. Khoanh vùng nguy cơ cao nhất trong tối và đêm nay là vùng núi thuộc Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như là tiếng đất đá va chạm, cành cây gãy đổ hay là nước ở trên các sông suối bị đổi sang màu đục thì người dân cần nhanh chóng thoát khỏi nơi nguy hiểm. Bây giờ thì xin được trở lại trường quay thời sự. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, từ đêm qua đến sáng nay tại tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh và mưa to. Đến thời điểm này, Thừa Thiên Huế đã di rời gần 1.000 hộ dân với gần 2.000 khẩu. Trước đó, địa phương đã tiến hành gia cố sạt lở bờ biển tại phường Thuận An, thành phố Huế và xã Phú Thuận, huyện Phú Vang nhằm tránh bị ảnh hưởng thêm do bão. Đây là điểm sạt lở dài khoảng 1.000 mét, sạt lở nặng dài khoảng 300 mét nằm ở khu vực bãi tắm Thuận An, Phú Thuận, ăn sâu vào đất liền từ 70m đến 100m, gây nguy cơ mất an toàn cho tuyến đường liên xã. Do gió mạnh và mưa to nên một số cây trên các tuyến đường ở Thừa Thiên Huế đã bị gãy đổ. Các cơ quan chức năng đang tiến hành dọn dẹp để đảm bảo an toàn. Dự báo từ nay cho đến hết đêm mai, khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam, trong đó có Thừa Thiên Huế, có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ. Cảnh báo ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Hiện tại nhiều khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Chính quyền địa phương vừa di rời khẩn cấp 30 hộ gia đình, 163 nhân khẩu làng Nà Nổ, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức đến nơi an toàn. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Khu vực này thì nó bị cái vách nứt sâu cả mét luôn, dài hàng trăm mét, uy hiếp cả ngôi làng ở đây. Và chính quyền địa phương thì phải di dời 30 hộ dân khẩn cấp đến nơi an toàn. Và đây cũng là tình trạng xảy ra rất phổ biến ở miền núi Quảng Nam, đặc biệt là mùa mưa này. Vì vậy, di dời những người dân đến nơi an toàn là nhiệm vụ cấp thiết mà chính quyền địa phương đang đặt ra. Trước khi có mưa lớn, chính quyền địa phương đã cử dân quân theo dõi diễn tiến vết nứt trên đồi cao làng Nà Nổ. Vết đất ngày càng lớn, nguy cơ sạt trượt đất vùi lấp cả ngôi làng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, quyết định sơ tán 30 hộ dân đồng Ca Dông đến nơi tránh trú tạm thời là quyết định cấp thiết. Cũng ngay tại xã Phước Gia, thêm một khu dân cư nữa có nguy cơ sạt lở. Hiện nay chính quyền địa phương cắt cử lực lượng theo dõi những sạt lở bất thường ở đồi cao để báo động tránh trú an toàn. Khả năng kết cấu đất của khu vực phía sau lưng của khu dân cư Nà Nổ là nguy cơ sạt lở rất là cao, và chiến lược lâu dài thì đòi hỏi phải nghiên cứu là săn bàn khắc phục hết toàn bộ cái đỉnh núi phía sau lưng này để đảm bảo cái cuộc sống bình yên lâu dài cho các hộ dân nơi đây. Tỉnh Quảng Nam đang tập trung ổn định đời sống cho người dân tại những ngôi làng buộc di rời, cũng như hàng vạn người dân sơ tán tạm thời trong đợt mưa bão Chami này. Những việc cần làm khi có lũ quét,
1. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo thời tiết, mưa, lũ quét trên TV, đài, loa phát thanh. 2. Luôn đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, quan sát, ghi nhớ, chỉ dẫn cho các thành viên biết các vị trí an toàn có thể trú tránh, nhất là những vị trí cao. 3. Chạy thật nhanh ra khỏi hướng dòng chảy lũ. Bằng mọi cách thông tin cho các thành viên trong gia đình và những người xung quanh biết. 4. Nếu phát hiện các đập tạm hoặc bọng nước xuất hiện trên thượng nguồn, cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Những việc không được làm khi có lũ quét. Không được làm nhà, lán trại, ven sông, ven suối, ven chân núi. Không được đánh cá, vớt củi, lội qua sông, suối khi đang có lũ quét. Không đi qua các ngầm, tràn khi đang có lũ quét. Không tự ý đắp bờ, đập ngăn tạm trên các khe suối. Cập nhật thêm thông tin tại địa chỉ www.phongchongthientai.mard.gov.vn. Hãy chia sẻ thông tin này đến những người xung quanh bạn.